thì mấy video trước thì mình cũng đã hướng dẫn các anh em lắp ráp cái đôi lấm này, thì video này mình cũng nói sơ cua cho các anh em một chút. Để lắp ráp được lò xo và móng ngựa vào lấm sụp bắp của chúng ta thì các anh em nót cái gì vào đây, mình cho bất kể một cái thứ gì để chèn cũng được. Chẳng hạn thì con ốc này để cho cái lấm của chúng ta nó đỡ bị bập phều này, các anh em thích làm thế nào thế nào. Đây mình sẽ lấy cái này. Cách lắp đặt lắp ráp thì cũng rất là đơn giản. Đây các anh em lắp ráp này luôn, không có gì cả. Lò xo con thì mình cho vào giữa, lò xo to ra ngoài cài lên và mình đưa cái đôi móng vào giữa và mình đút vào đây. Đấy, rất là ok luôn. Cái này anh em lấy cho mình một cái típ mở buji này, anh em quấn với cái rẻ như này này, kiểu này luôn. Anh em sợ rách thì mình có thể gấp đôi cái rẻ này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn xuống thôi, các anh em xem nha. Các anh em ấn thật chậm nha. Đấy, ok luôn rồi các anh em ạ. Đấy, trước khi mình ấn thì cũng đã bị thủng mất lỗ. Bây giờ mình lại chuyển cái rẻ. Các anh em mà muốn ấn mà không bị thủng ấy thì mình có thể lấy cái quần bò ấy, quần bò rách của mình ấy, thì nó chắc chắn hơn. Đây, bây giờ mình sẽ ấn nốt cái bên này. Rồi, đã ok rồi các anh em nhé. Trước khi anh em mà muốn chắc chắn đã thành công chưa ấy thì anh em cầm cái đoạn này, tê như mình này, các anh em gõ mấy cái vào đầu rồi này để xem có bị bay móng ngựa ra không. Nếu không bay là ok. Đây các anh em gõ nhẹ vào đây. Rồi bây giờ chúng ta muốn chắc chắn là cái đôi lấm súp bắp này của chúng ta đã lắp kín và đã gọi là mình đã già lấm đã kín đã tốt chưa ấy, thì anh em chúng ta sẽ đổ xăng vào cổ hút và cổ xả. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm luôn. Thì đây là cái dây xăng của mình đã bịt con ốc này và bây giờ mình sẽ tháo con ốc này ra, mình sẽ cho vào lỗ cổ hút xem mà lấm của chúng ta đã ok chưa nhé. Đây là lấm, đây 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 là lấm xả các anh em nha. Mình thử vào lấm xả trước. Rồi. Đây các anh em nhìn này. Xăng đầy ự nhưng mà không hở là ok rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đổ đi này. Giờ mình sẽ thử vào cái lấm hút của mình. Khi mình thử vào cái lấm hút của chúng ta thì cũng đã bơm đầy xăng nhưng mà nó cũng không ra xăng ở lấm, tức là đôi lấm này của mình đã làm rất là tốt và rất là chắc chắn luôn. Bây giờ mình sẽ ráp toàn bộ hơi và đầu bò lại.